xin chào các bạn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể lập những cái trường hợp mà chúng ta bán hàng. À, đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức là à, lập cái hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán hàng. Ở đây chúng tôi nêu ra ba cái trường hợp, thứ nhất là hóa đơn bán hàng thông thường tức là loại hóa đơn mà ở đây là loại hóa đơn bán hàng hóa và viết hóa đơn ngay tức là coi như là chúng ta bán hàng và chúng ta viết hóa đơn thế là trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai là hóa đơn bán hàng theo dõi theo à, đơn đặt hàng à, và loại thứ ba là hóa đơn bán hàng xuất tổng các lần lần giao hàng chúng ta hiểu ra là có ba cái trường hợp tức là trường hợp thứ nhất là hóa đơn chúng ta cứ bán là viết hóa đơn, trường hợp thứ hai là bán hàng và theo dõi theo cái đơn hàng tức là cái đối tượng uh, khách hàng của chúng ta đặt chúng ta một cái đơn hàng uh, đơn hàng hóa uh, hoặc là thành phẩm. thì trong quá trình uh, bán hàng thì chúng ta sẽ bán xuất hóa đơn cho họ theo cái đơn hàng mà chúng ta giao hàng. thì cũng có những trường hợp là chúng ta có thể xuất nửa đơn hàng trước và chúng ta xuất hóa đơn. thế thì cái này sẽ giúp cho các bạn được cái gì? giúp các bạn được cái là Uh, theo dõi cụ thể theo từng cái đơn hàng đã xuất được bao nhiêu và cái thứ ba là cái hóa đơn bán hàng xuất tổng các lần giao hàng tức là ở trong tháng đấy các bạn xuất cho cái một, một cái đối tượng khách hàng đấy là nhiều lần ví dụ như 5 lần các bạn xuất trong tháng đấy nhưng mà chưa có lần nào xuất hóa đơn cả thế thì cuối tháng bên nhà bên khách hàng thì yêu cầu mình xuất một cái hóa đơn tổng tất cả các lần xuất đấy thì chúng ta sẽ lập hóa đơn uh, cho các cái lần xuất này theo các cái trường hợp này còn trong quá trình làm việc ấy, thì các bạn lưu ý là đối với phần mềm các bạn nếu có các trường hợp khác nhé các trường hợp hợp khác xảy ra à, các bạn vui lòng gọi điện để được tư vấn. Đấy, ở đây là trong cái trường hợp à còn một cái trường hợp nữa là hóa đơn bán hàng xuất khẩu. nhá. Đấy là bốn cái trường hợp của hóa đơn bán hàng này. Chúng tôi sẽ đi lần lượt từng cái cái loại một. Đầu tiên, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đầu tiên này các bạn làm gì? Các bạn vào kiểm à, đầu tiên là xem cái danh mục chúng ta có những loại hóa nào. Chúng ta vào phần khai báo vào phần vật tư hàng hóa chúng ta sẽ nhìn thấy là thế này à, các bạn nhìn thấy là đối với cái phần hàng hóa hoặc là các cái thành phẩm chúng ta có ở đây thì chúng ta mang nó xuất bán thôi thì nó cũng không phải là vấn đề gì cả nhưng mà các bạn nhìn thấy ở trong này chúng ta sẽ thực hiện trên các cái thông tin này ví dụ tôi kích đúc vào ở trong này để chúng ta xem một loại hàng hóa đấy ở cái kho này là kho hàng hóa 01 này là kho 156 chúng ta khai báo kho ở đây là mục đích là khi vào các cái chứng từ liên quan đến phần kho thì nó tự động nó lấy kho ra cho các bạn luôn và không phải ấy. nhưng mà trong cái trường hợp những hàng hóa này ở nhiều cái kho khác nhau thì các bạn không cần phải khai báo ở đây và khi hạch toán thì chúng ta biết là chúng ta xuất từ kho nào và nhập kho nào à, cái này chúng tôi đã nói rõ trong cái phần cập nhật danh mục hàng hóa vật tư à, đây bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì chúng ta sẽ vào phần bán hàng chúng ta vào đầu tiên là có lẽ là tôi sẽ nói về cái hóa đơn bán hàng thông thường nhất chúng ta chọn kích chuột phải ở giữa màn hình chọn thêm mới đây là một cái nữa à thôi tôi sẽ nói tiếp cho các bạn còn một trường hợp nữa quên mất nữa. là hóa đơn bán hàng dịch vụ dịch vụ đấy cái này là cái hóa đơn bán hàng mà giống như các cái đơn vị ví dụ như là viễn thông họ cung cấp cho mình cái dịch vụ điện thoại viễn thông công nghệ thông tin rồi là à, bán hàng trong các cái trường hợp như là các cái hóa đơn bán hàng chúng ta là kinh doanh dịch vụ à, gì đấy và chúng ta xuất hóa đơn dịch vụ à, cũng như là cái trường hợp mà xuất hóa đơn cho các cái công trình cũng là một trường hợp dịch vụ gọi là dịch vụ xây lắp Thế thì chúng, ở đây chúng ta không theo dõi một cái mã hàng nào cụ thể Và chúng ta chỉ ghi diễn giải và hạch toán bằng tiền và doanh thu thôi Thì ở đây chúng ta sẽ à, thực hiện các cái à, lần này Các bạn nhìn thấy là có 5 trường hợp nhé Còn những trường hợp nào thì các bạn cứ gọi điện chúng tôi để được tư vấn Ok, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy này Thứ nhất là loại hóa đơn Là hóa đơn giá trị gia tăng Thì các bạn nhìn thấy ở đây có cái mẫu số Và cái ký hiệu hóa đơn cái mẫu số và cái ký hiệu hóa đơn này liên quan đến cái phần nào chúng tôi sẽ à, nói cho các bạn là ở đây đầu tiên chúng ta có cái mục là phải khai báo mẫu số hóa đơn này cái thứ hai là chúng ta sẽ quản lý phát hành hóa đơn chúng ta phải có thông báo phát hành hóa đơn thì chúng ta mới lập được hóa đơn lập được hóa đơn bán à, bán hàng Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cái hóa đơn bán hàng này chúng ta vào đây chúng ta chọn thêm mới ở đây chúng ta sẽ chọn này ví dụ như ở đây chúng ta bán hàng cho công ty à, điện lực Hà Nội chẳng hạn thế chúng ta chọn đối tượng ở đây dĩ nhiên ở đây các bạn lưu ý là cái phần này nó rất dễ ở chỗ này ví dụ chúng ta chọn đánh vào đây để nó lọc auto filter cho các bạn nhé à, các bạn có thể lọc theo mã số thuế hoặc là lọc theo bất cứ cái trường hợp nào à, mã hoặc là địa chỉ hoặc là mã số thuế ví dụ ở đây chúng ta chọn Hà Nội thì nó sẽ lọc ra tất cả ví dụ như là chúng ta ghi là láng hạ đấy cho nó lọc ra theo địa chỉ có bao nhiêu khách hàng ở láng hạ chẳng hạn thế thì ở đây chúng ta cái chọn về cái danh mục khách hàng chúng tôi làm ví dụ thì nó không không dài lắm chúng ta ví dụ chúng ta đưa vào cho là công ty hải nam đi nhá chúng ta xuất bán hàng hóa h 1 thế ở đây tôi cũng nói rõ là cái trường hợp này cái trường hợp này à, đối với hóa đơn bán hàng các bạn có thể bán nhiều loại hàng hóa với nhiều loại thuế xuất khác nhau tôi ví dụ đây là một công ty xuất hóa đơn trong đó có hai dịch vụ đầu tiên là dịch vụ dịch vụ phần mềm kế toán cái này là không có thuế thuế các bạn nhé dịch vụ thứ hai là cho thuê server à, cái này là thuế thuế 10% phần trăm Vậy thì liệu cái hóa đơn bán hàng của các bạn đang sử dụng Kể cả cái phần mềm cũng thế Nó có đáp ứng được cái trường hợp này không à, Bây giờ cái này rất nhiều Vì các cái công ty mà bây giờ kinh doanh nhiều cái mặt hàng Nó có nhiều thuế chất khác nhau rất nhiều Ở đây tôi lấy ví dụ thế này à, Trên cái hóa đơn bán hàng này Nó rất cụ thể cho chúng ta trường hợp chưa thanh toán Có nghĩa chúng ta đưa qua 131 để theo dõi cái thứ hai là cái phần tiền mặt, có nghĩa là chúng ta bán hàng và thu tiền ngay thì nó sẽ tự động tạo phiếu thu. Các bạn nhìn thấy này, các bạn kích vào tiền mặt thì nó sẽ có phần luôn, phần người nhập và số phiếu thu. Ở đây, nhìn thấy không? Nó hiện lên đúng không? Chúng ta chọn theo danh toán. Trường hợp này chúng ta đưa qua công nợ 131. Tại sao lại gọi là công nợ thì chẳng qua là theo dõi nợ của người ta thì gọi là công nợ đúng không? À, à, công nợ thì coi như là công ty nợ kiểu như thế. Đúng không? số hóa đơn này nó tự động nó nhảy theo cái chỗ khai báo thông báo phát hành hóa đơn trong quá trình chúng ta xuất hàng ở cái trường hợp đơn thuần thì các bạn nhìn thấy là cái cái nút tích ở chỗ mà kiêm xuất kho này nó nó bao gồm luôn cả cái phi nút này có nghĩa là có nghĩa là cái xuất hóa đơn thì kiêm luôn xuất kho đấy thế thì cái trường hợp mà trường hợp xuất theo nhiều phiếu uh, viết hóa đơn cho nhiều phiếu xuất tổng ấy ở trong một tháng ấy, thì cái chỗ này sẽ bỏ trống và các bạn sẽ chọn ở đây à, chọn thuế suất khi các bạn bỏ nút tích này nó hiện lên chọn thuế suất nhé à, cái trường hợp tiếp theo chúng ta muốn nói ở đây là cái diễn giải thuế các bạn đánh vào cái này nó lên trên bảng kê thuế dĩ nhiên là bây giờ thì người ta không yêu cầu mình phải nộp hóa đơn à, nộp cái bảng kê thuế nữa nhưng mà chúng ta vẫn phải vào và chúng ta vẫn phải có cái bảng kê hóa đơn để theo dõi lúc các cơ quan chức năng đến thì chúng ta vẫn phải có cái bảng cái hóa đơn để chúng ta trình ra và chúng ta giả soát nó dễ. À, diễn giải đây các bạn gõ vào là loại cụ thể lại hàng hóa gì. Sau đấy chúng ta sẽ chọn hàng hóa, ví dụ chúng ta bán loại hàng hóa 01. Thì chúng ta bán ví dụ như bán ở đây là 150 đơn vị. Cái đơn giá này là cái đơn giá đã khai báo sẵn ở trong danh mục hàng hóa. Thế nếu trường hợp mà không phải giá này chúng ta có thể gõ lại hoặc là chúng ta không muốn để giá thì chúng ta vào trong danh mục hàng hóa vật tư chúng ta xóa cái đơn giá bán đi thì nó sẽ ra cái đơn giá trống rồi các bạn có thể đánh vào ở đây ví dụ chúng ta không phải là 15 mà chúng ta bán là một 16.000 thế ở đây các bạn nhìn thấy là tài khoản nợ nó tự động đưa vào 131 đúng không à, cái này nó khai báo nằm vào trong cái phần à, Cái phần mà phần à, cái phần uh, nằm vào trong cái phần uh, uh, khai báo tài khoản ngầm định ở phần hàng hóa. Vậy là chúng ta nhìn thấy là mọi thông tin ở sau này thì chúng ta có thể theo dõi theo hợp đồng thì chúng ta khai báo hợp đồng thì nó sẽ có hợp đồng ở đây. chúng ta hợp đồng chúng ta khai báo trong danh mục hợp đồng. Ở đây chúng ta tiếp cái hàng hóa thứ hai là đây ví dụ 120 tôi bán giá với 13.500. Đấy thì nó ra như thế này. Thì các bạn nhìn thấy nó tất cả mọi cái nó bình thường, đúng không? Thế thì à, ở đây là cái phần như nào chúng ta tiếp sang cái phần thuế và giá vốn thế thì ở đây các bạn nhìn thấy là nó có rõ ràng là cái phần thuế này nó tính ra chúng ta là 240.000 và 162.000 thế nhưng cái hàng hóa đầu tiên này nó là hàng hóa không chịu thuế chúng ta chọn không chịu thuế thì ở đây mặc nhiên nó trở về không và cái cái phần này thì nó sẽ lên ở hai phần khác nhau trong một cái bảng kê thuế đầu ra nó sẽ lên cái này nó sẽ lên ở dòng thuế đầu ra không có thuế xuất và cái phần thứ hai nó sẽ vào cái mục à, thuế 10% à, dĩ nhiên ở cái này ở nó sẽ ra cái thông tin của một hóa đơn trên hai phần chứ không phải là một phần các bạn nhé thì ở đây là cái phần mà in kèm bảng kê thì các bạn ghi diễn giải các cái tên mặt hàng in kèm bảng kê nếu như nhiều hàng hóa quá mà các bạn xuất hàng theo dạng là có một cái bảng kê mặt hàng ví dụ 100 mặt hàng. Các bạn không nhập vào đây mà các bạn nhập một dòng thôi nhưng mà có in kèm theo cái bảng kê các loại hàng hóa. Ok, tiếp các bạn nhìn thấy không? Nó đã đầy đủ trường hợp như này thì các bạn có thể lưu chứng từ lại. Vậy là đã xong một cái hóa đơn bán hàng thông thường vừa bán hàng vừa xuất kho vừa bán ra thì xuất luôn hóa đơn vậy chúng tôi đã hướng dẫn xong cái phần hóa đơn thông thường cho các bạn